Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cúc bọc vải và đóng cúc 4 chi tiết như vậy nhé. Đây đây là bộ cối để đóng cúc bọc vải này các bạn. Nó gồm 4 chi tiết như vậy. Và có hai cái này là phôi để chúng ta bọc vải. Bây giờ mình sẽ tiến hành đặt cái này vô. Và chúng ta sẽ đặt mặt phải của miếng vải xuống. Như vậy. Các bạn nhớ là cắt miếng vải nó vừa phải thôi, đừng có rộng quá. Bộ cối ở đây của mình là bộ cối dành cho cúc 1 cm. Đây, các bạn nhét cái này vào để cho nó gom cái vải lại. Tiếp đến là chúng ta đặt cái chuôi của nó xuống này và đóng mạnh. Như vậy là chúng ta đã được một chiếc cúc bọc vải rồi. Rất là đơn giản phải không các bạn? Cái bộ cối này đóng thì chúng ta có thể làm được nhiều kiểu cúc, nó đẹp với lại màu vải của các bạn đang may. Và tiếp đến là cúc 4 chi tiết. Mình sẽ sử dụng cái cây đóng này và chiếc búa. Khi đóng thì các bạn nhớ là để hai cái chi tiết nó khớp với nhau rồi hẹn đóng. Đóng rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần đặt hai cái chi tiết nó khớp với nhau là được. Còn cái chi tiết sau này nó không có cái phần nhô lên ấy, thì mình sẽ cũng có thể dùng búa hoặc là dùng kìm để kẹp lại. Rất là nhanh phải không các bạn? Rồi, vậy là mình đã làm xong rồi. Cúc này rất là chắc chắn nha các bạn. Nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn.